Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 30 tháng 10, Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Tam Hiệp tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Khi đi qua đoạn đường liên xã ở ấp 5 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, thì phát hiện có hai đối tượng đang dừng xe máy trao đổi bên đường, có biểu hiện nghi vấn, nên lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Lúc này, một đối tượng nhanh chân điều khiển xe máy chưa rõ biển kiểm soát tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trên xe máy mang biển kiểm soát 63B4-42989 do đối tượng Nguyễn Quốc Cảnh đang điều khiển, đang chở theo thùng giấy trên xe. Bên trong thùng giấy có chứa 33 đơn vị nghi công cụ hỗ trợ gồm roi điện, đèn pin roi điện, bình xịt hơi cay, gậy ba khúc. Qua làm việc, bước đầu Nguyễn Quốc Cảnh khai nhận đang đi giao hàng cho một công ty trên mạng xã hội và hưởng hoa hồng từ 30.000 đến 50.000 đồng một lượt giao hàng. Khi vừa đến nơi giao hàng thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.